Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ đất đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chiếc bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ đất đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thường hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phạm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ đất đức Tam Bảo. Do nhờ có lượng tán dương Tam Bảo của các tông cấp, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngọ hầu sinh đoạn tận khổ ưu của thành tựu thánh trí, kiến đạo hòa niết bàn, đồng đều nhau cả. Tại thế gian, Đức Thế Tôn nói rằng có hai loại hạnh phúc. Thứ nhất là hạnh phúc do hưởng dụng, và thứ hai là hạnh phúc do ly dục. Vì hưởng dụng bản thân nó cũng đem lại những niềm hạnh phúc chứ không phải không có. Bởi vì nếu như không vì một chút xíu mật ngọt đó, chúng ta đâu có hưởng dụng được chứ. Hạnh phúc do hưởng dụng đến từ đâu? Thứ nhất là đến do sự tìm cầu. Khi chúng ta tìm cầu, tìm kiếm, truy tìm các dụng, chúng ta thấy hạnh phúc. Trai gái yêu nhau, quá trình gương cảm nhau để có được nhau, người ta gọi là hạnh phúc. Chứ còn đùng một cái cha mẹ giới thiệu mai mối cưới một bà về, một cưới một anh về, họ không thấy hạnh phúc. Đúng không? Người ta thấy là cái quá trình trai gái cưa cẩm nhau, giận hờn, họ không nói là hạnh phúc. Rồi có nhiều người quá trình kiếm tiền đó là hạnh phúc. Họ phải tranh đấu, họ phải dùng những sự suy luận, họ phải chiến đấu, họ phải vượt qua chiến thắng người này, chiến thắng người kia để có được một cái thành công. Rồi họ xem quá trình đó là một sự hưởng thụ. Đúng chắc đối với nhiều người đó là một quá trình hưởng thụ. Rồi khi có được các dụng đó, chúng ta hưởng thụ đó, thì bản thân nó cũng với nhiều người nấu ăn, bản thân nó là một hạnh phúc. Nhưng mà nấu được rồi đấy, ngồi thưởng thức món ăn, nó cũng là hạnh phúc. Rồi trai gái yêu nhau thì cưới nhau được về rồi, đó cũng là hạnh phúc. Khi chúng ta làm ăn cực khổ để kiếm tiền, khi cầm được đồng tiền trong tay, nó cũng là hạnh phúc. Cho nên khi hưởng thụ các dục, bản thân nó đem lại hạnh phúc. Điểm thứ ba là khi chúng ta hồi tưởng lại, chúng ta cũng có được hạnh phúc. Chúng ta nhớ lại vào ngày đó, năm đó, chúng ta đã từng ăn một món sơn nào hải vị. Vào ngày đó, tháng đó, năm đó, chúng ta đã từng du lịch đến một nơi thú vị.
Vào ngày đó, tháng đó, năm đó, chúng ta đã có bên nhau những kỷ niệm đẹp, thú vị. Thì khi hồi tưởng lại, chúng ta cũng có hạnh phúc. Đặc biệt là những người già, những người lớn tuổi, thì họ đặc biệt nhớ về những dục lạc của quá khứ, nhớ về những kỷ niệm đẹp của quá khứ. Nhưng vấn đề của các dục là như thế này, đó chính là nó không bền và nó chỉ là một viên đạn, một đường, một chút xíu cái vỏ bọc ngọt ngào bên ngoài, nhưng bên trong nó là viên thuốc độc. Như bà Thích Phổ Hoa Sa, mẹ của ngài Sivali, bà mang thai ngài 7 năm lẻ 7 tháng và bà đau đẻ suốt 7 ngày. Nguyên nhân là do thời quá khứ, ngài Sivali là một vị vua, còn bà đó là mẫu hậu. Thì trong một lần đánh trận, nhà vua mới ra quyết định là vây cái ngôi thành, đánh không thắng thì vây quanh ngôi thành. Khi lính vây quanh ngôi thành thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì khi mà người dân trong thành bị vây như vậy trong 7 ngày, họ rất là đau khổ. Và nhà vua sau khi thấy được người dân trong thành bị đau khổ, cho nên quyết định lui quân mà không tấn công ngôi thành đó nữa. Do cái nghiệp năm xưa vây quanh ngôi thành có 7 ngày, cho nên vào thời kỳ Đức Phật, bà Hoàng hậu phải mang thai ngài 7 năm 7 tháng. Và khi chuyển dạ, ngài bị kẹt ở cửa tử cung 7 ngày. Bà đau đớn gần chết, bà nghĩ là bà sẽ chết. Quý phụ nữ ở đây ai đã từng sinh con cũng thấy cái đau đẻ nó ghê gớm, nó đau dữ lắm. Mà mình chỉ đau một tí xíu, mình đã chết lên chết xuống. Bà đau 7 ngày. Thì khi bà nghĩ là bà gần chết như vậy, bà nương tựa nơi Tam Bảo và bà xin gửi lời đến thăm Đức Thế Tôn. Chồng của bà đem lời của bà thay mặt bà đến thăm Đức Thế Tôn. Khi Thế Tôn nghe được, ngài biết được rằng cái nghiệp của ngài Sivali và mẹ của bà là bà Sipa Vasa tới đây là hết. Cho nên Đức Thế Tôn mới chúc là nguyện cho mẹ tròn con vuông. Thì sau khi Đức Thế Tôn chúc như vậy đó, bà sanh ra ngài Sivali. Khi mà bà Sipa Vasa sinh ra ngài Sivali thì ngài bà mới làm một buổi lễ trai tăng cúng dường đến Đức Phật. Khi đang chuẩn bị cúng dường đến Đức Phật như vậy đó, ngài Sivali chạy qua chạy lại và ngài rất là dễ thương. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi có còn muốn đẻ nữa hay không. Ý của Thế Tôn là có còn muốn đau đẻ tới như vậy nữa hay không. Bà Sứt Ba Hoa Sa mà nhìn qua ngài Sivali chạy tới chạy lui, cười te tét dễ thương quá trời quá đất. Bà nói dạ con đẻ 10 đứa nữa cũng được. Thì quý vị, những người phụ nữ đã từng sanh con, quý vị cũng thấy sanh con nó đau đớn. Nó đâu có phải là một cái chuyện gì mà nó gọi là nó vui vẻ, nó sung sướng. Tại cái cơn đau đẻ mình không thể dùng cái từ sướng được. Đau đẻ mà sướng thì nó hơi kỳ. Nó đau dữ lắm.
đau mà giống như là mình tởm đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vậy đó mà đẻ đứa con ra rồi, nhìn nó bụ bẩm, nó bú tí mẹ, ôm nó trong lòng, ôm nó trong ngực, đẻ thêm chục đứa nữa cũng gì. Thì Đức Thế Tôn đã nói một bài kệ: do những sự đau khổ mang một lớp vỏ bọc ngọt ngào, cho nên đánh bại những người không có lòng tin tâm, tức là những người dễ vui. Chúng ta chỉ thấy một chút xíu cái ngọt đó thôi, một nụ cười của đứa nhỏ, một chút xíu, nó chỉ cười tí xíu thôi, mình ôm ở trong lòng, cái ngọt nó rất là nhỏ. Mình sẵn sàng chịu khổ, khổ đau đẻ, chăm non tả nè, sữa nè, thức khuya dậy sớm. Xin thưa, cái bệnh mất ngủ là bệnh của trẻ con truyền cho người lớn. Nó muốn thức lúc nào nó thức, mà nó thức là bà má nó phải thức. Rồi cứ như vậy nuôi nè nha, lo hết lòng hết dạ nuôi cho nó lớn lên, rồi nó biết thương người dân. Lúc đó ba má không là cái gì trong mắt nó, trong mắt nó chỉ còn người dân. Mà nó kẹt một cái nữa, có khi mình thiếu phước thiếu phần, mình gặp một cái đứa nó quay qua nó nói: hồi xưa tôi đâu có bắt ba má đẻ tôi, ông bà đẻ tôi đâu có làm ơn, đâu có kêu ông bà nuôi, tự ông bà nuôi. Rồi thế là nó coi cái chuyện là phải nuôi ba má nó cái ghét mặt. Nhiều gia đình cha mẹ về già phải ra đường ở, tại con cháu không nuôi. Vậy đó mà chỉ vì một chút xíu ngọt ngào, mình sẵn sàng hết đẻ chục đứa nữa. Thầy nói xin rất ngưỡng mộ, hâm mộ các bậc cha mẹ, bởi vì quý vị đầu tư một cái quỹ mạo hiểm. Gần đây nó có một cái vụ là mua bảo hiểm nhân thọ mấy chục năm, ta sợ quá trời quá đất. Mà mình đẻ một đứa nhỏ cũng giống như là mình mua bảo hiểm nhân thọ, nuôi mấy chục năm trời mà chưa chắc tới già nó chịu lo cho mình. Chị nó chưa chắc. Vậy đó mà vì một chút xíu ngọt đó mình chịu khổ được hết, bao nhiêu cái khổ mà không có mạng. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển mà, mình không có mạng mấy cái chuyện đó, chỉ vì một chút xíu ngọt ngào. Rồi nam nữ thương nhau kết hôn lấy nhau về, cái hạnh phúc nó chỉ có một chút xíu thôi, nhưng bởi vì một chút xíu hạnh phúc đó mình bỏ qua một bên rất nhiều những cái đắng cay, những cái đau khổ trong đời sống hôn nhân, những cái khó khăn trong đó mình bỏ quên hết chỉ bởi vì một chút xíu ngọt ngào. Ngay cả việc kiếm tiền cũng vậy, chúng ta đi kiếm tiền chỉ bởi vì để cuối tháng lãnh lương, cầm đồng lương hưởng một tí xíu gì đó gọi là, rồi sau đó mình làm quần quật như con trâu. Cái vấn đề ở thế gian này là gì? Đó chính là những dục lạc mà mình hưởng ấy, nó ngọt, đúng là nó ngọt, chính vì nó ngọt cho nên mình mới mê đó. Mà chính vì nó ngọt cho nên mình mới quên hết những đau khổ mà mình phải có để có được. Mà bản chất của thế gian là gì? Là vô thường. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn nói các dục ở thế gian đem lại đau khổ. Đau khổ do đâu? Thứ nhất là do quá trình tìm kiếm các dục đem lại đau khổ. Những ngày chúng ta phải thức hôm thức khuya để kiếm tiền, những ngày chúng ta phải tăng ca, những ngày chúng ta phải lo chạy dự án, khổ vậy đó.
có ai để ý tới không? Rồi khi mà có được rồi, chúng ta phải lo gìn giữ, sợ nó mất đi. Mua được cái xe, sợ xe nó chảy xước, nó hư hao. Kiếm được bà vợ, sợ bà vợ bà không chung thủy. Kiếm được ông chồng, sợ ông chồng bà không nên nết. Có được đứa con, sợ đứa con nó không nên người. Khi mà mình có được rồi, mình phải lo mình giữ. Thì bản thân việc lo giữ đó cũng là một cái khổ. Rồi có giữ được hay không? Không giữ được. Bởi vì sớm muộn gì mình cũng phải bỏ nó mà đi, hoặc nó cũng phải bỏ mình mà đi. Đồ đạc chúng ta có yêu thích đến mấy đi chăng nữa cũng có hạn sử dụng. Cha mẹ thương con thì rồi cũng đến một lúc nào đó nó đi theo người yêu, hoặc cũng đến một lúc nào đó mình chết, mình bỏ nó đi, hoặc là nó chết, nó bỏ mình đi. Tức là ở thế gian này, các hạnh phúc do dục nó tạm bợ, mà chúng ta không ý thức được điều. Cho nên chúng ta cứ quanh quẩn, xoay vòng, chạy theo nó. Rồi chúng ta đóng một bộ phim của cuộc đời mình ở giữa ẹt. Quý vị đi coi phim thì quý vị thấy nó hay, chứ còn thử đem cuộc đời mình ra mà quay phim, quý vị không biết là phim của mình lời hay lộ. Tại sao vậy? Quanh quẩn chỉ có cái gì? Sinh ra, ăn, học, lớn lên, rồi đi làm, kiếm tiền, dựng vợ gả chồng, rồi đi làm đó, sáng đi làm tối về nhà, rồi sáng đi làm rồi tối về nhà, đẻ ra đứa con thì nuôi đứa con, rồi cũng sáng đi làm tối về nhà cho tới già rồi chết. Cuộc đời của mình nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà mình chưa thấy chán. Có hôm sư đi trên đường, sư thấy một người phụ nữ trung niên ngồi bán rau ở trên vỉa hè. Thì sư suy nghĩ ý nghĩa của cuộc đời của người phụ nữ này là gì? Gồng gánh bán bưng qua ngày. Có bao giờ người phụ nữ này tìm kiếm cái ý nghĩa cuộc đời của mình không? Hay là chỉ đơn giản là nuôi chồng, nuôi con rồi tới già, tới chết, và thế là chấm hết một cuộc đời? Chính bởi vì như vậy, thế gian quanh quẩn chỉ bao gồm những sự quẩn quanh. Nhưng nếu như quý vị xem đó là một sự hạnh phúc thì tùy mỗi người. Tuy nhiên sư nhắc nhở như thế này: thời gian sống của chúng ta không có nhiều. Một người sống giỏi lắm chừng 100 năm. Mà trong suốt thời gian đó, để phục vụ cho các dục, quý vị đã làm những gì? Chúng ta có kiếm tiền bằng cách chúng ta giữ giới không? Hình như không có. Chúng ta có tìm cầu hạnh phúc nam nữ bằng cách chúng ta giữ giới không? Hình như cũng không có. Thử suy nghĩ lại các hạnh phúc mà chúng ta kiếm tìm á, chúng ta đã kiếm tìm nó bằng cách nào? Có phải bằng bố thí không? Có phải bằng giữ giới không? Có phải bằng hành thiền không? Không có. Có phải bằng các việc thiện, các việc công đức không? Hiếm lắm. Mà chúng ta tìm kiếm, truy cầu hạnh phúc dục lạc thế gian bằng cái gì? Thích và ghét.
Thử suy nghĩ lại những điều mong mỏi của mình, những cái dục lạc, những cái hưởng thụ thế gian của mình có phải đều gói gọn trong hai chữ thích và ghét hay không? Tôi thích con cái cho nên tôi mới đẻ con. Tôi ghét nghèo cho nên tôi mới phải bươn chải. Tôi thích bả cho nên tôi mới lấy bả về. Toàn bộ động lực của đời sống chúng ta đó hầu hết xuất phát từ hai chữ thích và ghét. Cái điều kinh khủng là như thế này nè. Thích là tâm tham, mà ghét là tâm sân. Cả một đời mình chỉ toàn tham với sân, cả một đời mình chỉ toàn sân với tham. Còn những khoảnh khắc dành cho bố thí, giữ giới, hành thiền nó rất hiếm. Mà đa phần chúng ta chỉ chạy theo thích và ghét. Mà tham và sân á là nghiệp bất thiện. Mà khi chúng ta thân hoại mạng chung, tức là khi chúng ta chết, chúng ta đi theo nghiệp. Ai làm việc lành thì sẽ nhờ nghiệp lành đó đi lên. Ai làm nghiệp dữ thì sẽ vì nghiệp dữ đó đi xuống. Đây mới là cái kinh khủng. Xét lại cuộc đời của mình, mình đã chạy theo tiền bạc, mình đã chạy theo dục vọng, mình đã chạy theo những ham muốn cá nhân, mình đã chạy theo thích và ghét. Thì trong cuộc đời của mình tạo thiện nghiệp nhiều hay ác nghiệp nhiều? Thích và ghét chắc chắn là ác nghiệp, nó không phải thiện nghiệp. Trừ khi chúng ta sống cuộc đời bằng từ bi hỷ xả giới định tuệ, hiếm lắm. Chúng ta sống trong thích và ghét thôi, tức là sống trong các suy nghĩ bất thiện và các nghiệp bất thiện. Cái bất thiện ở đây á, nó không nhất thiết phải liên quan đến vấn đề đạo đức như cách chúng ta thường hiểu. Người ta nghĩ, người ta dùng cái từ ác, từ bất thiện là dành cho những người gì? Giết người nè, trộm cướp nè, ngoại tình nè, thì người ta mới nghĩ đó là bất thiện đó. Còn cái bất thiện trong đạo Phật á, akusala có nghĩa là không khéo. Không khéo ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta muốn hạnh phúc nhưng chúng ta lại làm chúng ta đau khổ, đó là không khéo. Chúng ta muốn đi lên nhưng chúng ta lại tạo nghiệp để đi xuống là chúng ta không khéo. Chúng ta muốn giàu mà tạo toàn cái nghiệp để nghèo là chúng ta không khéo. Cho nên cái bất thiện ở đây có nghĩa là không khéo. Mà một đời chúng ta toàn làm các nghiệp bất thiện thì cuối đời chúng ta đi lên hay đi xuống? Cái vé đi lên coi bộ hơi khó, đi xuống là hơi nhiều. Mà một đời của chúng ta chỉ có 100 năm thôi, không có nhiều. Chúng ta chạy theo những thứ thích và ghét như thế, chúng ta tạo những nghiệp bất thiện như thế, bây giờ phải làm sao? Mà khi chúng ta đi xuống, chúng ta đi xuống đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái vấn đề là muốn được ở cõi người, chúng ta phải có phước dữ lắm mới được làm người. Phước nhiều lắm, phải tạo phước nhiều lắm mới được làm người. Mà trong số chúng ta đã tạo phước gì để được làm người hay chưa? Nhắc cho quý vị biết cái phước gì để được làm người. Thứ nhất là phước bố thí. Mình phải có lòng hào sảng. Cái phước thứ hai là phước giữ giới. Năm giới cư sĩ tại gia là cái phước của cõi người.
Mà quý vị thấy đời sống hiện nay, cái chuyện giữ giới là chuyện khó khăn vô cùng. Để quý vị thấy là chúng ta đang rất thiếu phước của loài người. Còn chúng ta tạo các nghiệp gì? Loài bàn sanh, tức là loài súc sanh á, chỉ sống theo bản năng, ăn, uống, nam nữ, bài tiết. Bây giờ chúng ta gọi là tứ khoái, hoàn toàn sống theo bản năng, đó là nghiệp loài thú. Còn khi chúng ta sống trong sự thèm khát, trong sự mong mỏi, tị hiềm tật đố, đó là nghiệp của loài ngạ quỷ. Còn khi chúng ta làm các nghiệp bất thiện khác, đó là nghiệp để đi địa ngục. Thì chúng ta thấy cái cách sống của chúng ta nó tương ứng với các cảnh giới sa đọa là nhiều, còn tương ứng với cõi người nó rất là hiếm. Chính bởi vì như thế, Đức Thế Tôn mới nói rằng trong hai loại hạnh phúc do hưởng dục và hạnh phúc do ly dục, thì hạnh phúc do ly dục là hạnh phúc cao cả. Tại sao hạnh phúc do ly dục là hạnh phúc cao thượng? Bởi vì khi chúng ta ly dục thì chúng ta có khả năng bố thí. Bố thí là để ly tham mà, đúng không? Mình phải buông bỏ lòng bỏng sẻn thì mình mới bố thí được. Mình phải biết thương người mình mới bố thí được. Mình phải không có keo kiệt bủn xỉn mình mới bố thí được. Rồi gì nữa? Mình phải giữ giới. Nhờ ly dục á, chúng ta mới giữ giới được dễ dàng. Sư gặp một vài người Phật tử ở Hà Nội có, Hải Phòng có, ở Sài Gòn có, chia sẻ với sư là những vị này á, từ khi biết với đạo, các vị ấy giữ giới và không uống rượu nữa. Mà khi các vị ấy không uống rượu á, thì những vị ấy đã bỏ đi rất nhiều cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến. Có những hợp đồng mà phải say xỉn người ta mới chịu ký, nhưng những người này từ chối. Mà để được như vậy thì họ phải biết hy sinh. Mà hy sinh ở đây có nghĩa là gì? Phải giảm thiểu hưởng thụ. Hồi xưa mình ăn nhậu với đối tác, lương một tháng 100 triệu. Bây giờ mình không ăn nhậu nữa, cái khả năng thăng tiến nó suy giảm, thì có khi lương một tháng chỉ còn có 10 triệu, 20 triệu. Mình phải sống thiểu dục, mình phải ly dục, mình phải biết đủ thì mình mới sống nổi với cái lương 10 triệu. Hồi xưa lương 100 triệu, bây giờ nó giảm chỉ còn 10 triệu. Mình phải ly dục thì mình mới có khả năng giữ giới được. Bởi vì như sư nói hồi sáng, khi chúng ta giữ giới ở trong xã hội này, nó sẽ khiến cho chúng ta bị thiệt hại về tài sản. Nhưng chắc chắn nếu như chúng ta có được chánh kiến, nhờ việc giữ giới mà đời sau kiếp khác chúng ta sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Như sư nói, giống như chúng ta biết một cái chuyến đò đó là một chuyến đò chắc chắn gặp tai nạn vào giờ đó, ngày đó, thì dù người ta có cho tiền mình cũng không đi, mà thậm chí là mình còn kêu thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người nhà của mình có chết cũng đừng bao giờ lên chuyến đò đó. Thì nó như thế nào? Cái chuyện chúng ta tu tập giữ giới cũng y chang như vậy. Chúng ta đã biết rõ việc
phá giới, việc sống chạy theo các dục, tạo các nghiệp bất thiện. Chúng ta biết chúng ta cần phải thay đổi, thì dù cho chúng ta có phải hy sinh một phần, chúng ta vẫn phải cố làm. Mà hy sinh đó là gì? Chính là sự giảm thiểu thu nhập, sự giảm thiểu bạn bè. Mình vẫn phải cố làm. Rồi một hình ảnh khác, giả sử như vì một lý do nào đó chúng ta biết cái kết quả xổ số Việt Lot ngày mai, chúng ta biết cái kết quả 100 tỷ đó, mình biết rõ kết quả xổ số. Mà bây giờ mình đang hành thiền, mình đang ở trong rừng, giả sử nha, mình đang ở trong rừng, phương tiện giao thông không có, điện sóng điện thoại không có, mà phải đi ra ngoài đường á, đi ra ngoài lộ á, thì mới có sóng điện thoại. Lúc đó mới tính đến chuyện mua vé số được. Mà đường từ tận ở trong rừng á, đi ra ngoài mấy chục cây số, đường gai góc, hố sình, rồi nào là thú dữ, đủ thứ nguy hiểm hết. Rồi đã vậy trời mưa trơn trượt, quý vị có đi không? Sư tin là đi chứ. Biết rõ tờ vé số 100 tỷ ngu sao không đi? Từ ở trong đây chạy ra ngoài đó kịp giờ sổ, hoặc ít nhất là mình gọi điện được, gọi điện được nhờ đứa nào đó mua là cũng ngon rồi. Mình không tự mua được thì mình nhờ đứa nào đó mua giùm, ngon lành. Dù cho mình có trải qua trong gai đó, đường trơn trượt, có bị té một chục lần mình vẫn đứng dậy nha. Giữa đường mà gặp khó khăn gì cũng vượt qua. Nó gọi là cái gì ta? Khó khăn nào cũng vượt qua, mà kẻ thù nào cũng chiến thắng. Vì sao? Vì tờ vé số Việt Lot 100 tỷ. Thì việc chúng ta thực hành thiền, bố thí này, giữ giới này, hành thiền này, đây là ba việc công đức mà nhờ đó cho chúng ta cái vé để sanh thiên, để đưa chúng ta đến một cuộc đời sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, thậm chí đưa chúng ta đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi các khổ, thì nó có đáng để chúng ta đầu tư hay không? Đáng chứ. Chỉ tiếc 100 tỷ chúng ta thấy liền trước mắt, cho nên là khổ mấy chúng ta cũng làm. Còn chuyện sanh về các cảnh giới an lạc, sự chấm dứt hoàn toàn khổ, sự đạt được niết bàn, nó lâu quá, nó xa quá. Cho nên là chúng ta ít động lực để chúng ta thực hành. Chứ còn nếu như chúng ta thấy được là sư tin là mọi người tu tinh tấn lắm, tu coi như bỏ ăn bỏ ngủ. Có một vị hoàng tử, vị này á, sau khi đặt bát cúng dường đến Đức Thế Tôn, khi trở về thì vị này được một vị trời là bạn á, dùng thần thông lôi vị này lên, chỉ cho vị này thấy: đây nè, anh thấy không, cái tòa lâu đài này nè, ở trên cõi trời này nè, đó anh thấy không, mấy chục cô tiên nữ cổ đang múa đó, anh thấy không, đang chờ anh, cái tòa lâu đài này lâu đài tên của anh nha, mấy chục cô tiên nữ này là mấy chục bà vợ của anh đang chờ anh. Cái phước ở đâu? Cái phước là nhờ anh vừa mới cúng dường Thế Tôn xong, tòa lâu đài xuất hiện ngay lập tức. Thì nhờ người bạn chỉ cho mình thấy như vậy, vị hoàng tử này mê quá, về gom sạch tài sản đi cúng dường hết,
thấy mà quả báo nhãn tiền, vừa cúng dường xong thấy có tòa lâu đài, ngu sao không không làm hết, làm cho hết luôn. Cũng một trường hợp khác, có một vị tỷ kheo á, một hôm thì vị đó đang hành thiền, cũng đang tu tập, thì có một cô tiên nữ xuống, cô rất là đẹp. Cô nói với vị tỷ kheo này, bởi vì vị này già rồi, cô nói em là vợ kiếp trước của ngài, mà bây giờ ngài tu kiểu này á, đời sau ngài chỉ lên làm cõi tứ thiên vương thôi, mà bây giờ em đang ở cái cõi đâu xúc lận, cho nên thôi bây giờ ngài ráng tu để chết rồi lên chung với em vợ chồng gặp lại nhau cho vui. Thì vị này thấy như vậy, vị này mới nỗ lực tu tập. Mà khi vị này tu tập như thế, cô tiên nữ cô xuống, cô nói rồi 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 rồi, ráng lên nghe, ráng lên nghe, bây giờ là ngài lên được cổ đau lợi rồi, em cổ đau xuất cách nhau có một tầng trời thôi, ráng lên ráng lên. Vị này tu được nữa, tu nữa, thì cô này cô mới xuống, cô mừng quá, cô nói trời ơi mình ơi, bây giờ là chết rồi là lên ở chung với nhau nghe. Lên trển là thấy rồi, thấy lâu đài của mình rồi, kế bên em luôn. Coi như là cô mừng quá. Mà vị này, vị nó nghe, vị nó cũng mắc cỡ. Mình ông thầy chùa mà tự nhiên lên chờ bà vợ chẳng. Cho nên là vị này ráng, vị này tu, tiếp tục tu nữa. Bà vợ bà xuống bà khóc, nói trời đất ơi mình ơi, bây giờ ông tu làm sao, bây giờ tòa lâu đài mất, ông chạy lên trển, lên cõi cao hơn nữa, giờ sao tôi lên. Thì vị này tiếp tục, vị này tu nữa, rồi cô này xuống, cô này khóc ngất luôn. Tại vì vị này chứng thiền và sau đó chứng thánh đạo thánh quả, có nghĩa là từ đó trở đi là không còn gặp được nhau nữa. Nghĩa là nếu như quý vị tu thiền, quý vị giữ giới, quý vị bố thí, mà có một vị trời xuống chỉ cho mình thấy cái tòa lâu đài của mình đang ở chển chờ mình lên, là sư tinh là mình tu tinh tấn lắm. Chỉ tiếc thời nay chúng sanh dục nhiều quá, cho nên chư thiên họ ngại gần mình. Quý vị biết là chư thiên họ gớm cái mùi loài người á, gớm cách xa 100 do tuần, mà một do tuần làm khoảng 16 cây số, 16 nhân 100 là 1600 cây số. Cái mùi loài người á, chư thiên họ gớm cách xa 1600 cây số. Quý vị thử đi vô cái trại nuôi heo á, đi từ xa mình đã nghe mùi heo rồi. Thì con heo có tắm sạch cỡ nào đi nữa mình vẫn nghe mùi. Loài người cũng vậy, mình có sạch cỡ nào đi nữa nó cũng có mùi loài người. Mà cái mùi loài người trong con mắt chư thiên họ gớm dữ lắm. Thành ra nếu như mình không tu tập, chư thiên họ khó gần lắm. Họ gần họ phải bịt mũi mà, khó gần lắm. Thành ra đó, thời nay chúng ta ít cái chuyện gọi là cảm ứng được chư thiên, hiếm lắm. Hơn nữa, cái dục của loài người thời nay á, nó càng ngày càng nặng, nó không giống như hồi xưa. Đức Thế Tôn thuyết một bài kinh mà phải nói là cái người, họ một số người họ sẽ bị sốc. Bài kinh đó là bài kinh con chó. Thế Tôn ngài nói nặng lắm. Ngài nói có những pháp á, mà thời nay chỉ còn có ở con chó chứ không còn có ở con người. Ngài nói là thời xưa á, người đàn ông đi đến với người đàn bà chỉ trong thời gian người phụ nữ có thể thụ thai,
người đàn ông không đi đến với người phụ nữ trong thời kỳ không thể thụ thai. Nhưng điều này chỉ còn bây giờ chỉ còn ở loài chó chứ không còn ở loài người. Thời xưa đó, người đàn ông chỉ đi đến với người phụ nữ. Người đàn ông không đi đến với người không phải là phụ nữ. Thời nay điều này chỉ còn ở loài chó, không còn ở loài người. Đức Thế Tôn nói như thế để quý vị biết, đôi khi Ngài nói nặng như thế để chúng ta thấy cái dục thời nay nó mạnh như thế nào. Mà dục mình mạnh á, chư thiên họ ngại gần lắm. Mà khi chư thiên ngại gần thì nếu lỡ mình có tòa lâu đài nào ở trển thì họ cũng lười xuống thông báo. Hơn nữa, mình tu được bao nhiêu, mình phải tu dữ dằn lắm. Chứ còn mình tu mới có 7 ngày thì quý vị nghĩ đi, 1 năm 365 ngày, mình tu có 7 ngày không được một con số lẻ nữa, mà mình 100 năm đời người thì một chút xíu cái thời gian tu tập đó nó ít dữ lắm. Cho nên chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, chúng ta phải tu tập rất nhiều. Để chi? Để vun bồi công đức, để thoát khổ. Thời thuyết pháp ngày hôm nay, sư nhắc để cho quý vị ý thức được, nhận ra được là từ xưa tới giờ đó, chúng ta sống theo bản năng, chúng ta sống theo thích và ghét. Mà bởi vì thích và ghét, chúng ta tạo các nghiệp bất thiện bằng tham và sân. Và chính bởi vì như vậy, các nghiệp bất thiện chúng ta có quá nhiều, mà các nghiệp thiện chúng ta có quá ít. Khi đã tỉnh được rồi, chúng ta ý thức được đâu là chuyến xe đò gặp tai nạn và đâu là tờ vé số cần phải mua. Tức là các nghiệp ác nào cần phải bỏ, các nghiệp thiện nào cần phải tu. Khi chúng ta nhận thức được như thế, chúng ta mới có sự nỗ lực. Mà khi chúng ta có sự nỗ lực thì chúng ta mới đạt được kết quả. Đức Thế Tôn là người thầy dẫn đường, Ngài chỉ cho chúng ta thấy đây là con đường đi xuống, đây là con đường đi lên, đây là con đường đi vào, đây là con đường đi ra. Con đường đi xuống là con đường xuống các khổ cảnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con đường nào là con đường đi xuống? Bỏng sẻn, không giữ giới, sát sanh, trộm cắp, tài dâm, nô dối, uống rượu, vân vân. Ganh tị, tị hiềm, tật đố, nói điều vô ích, nói nhảm nhí, nói đâm thọc, rồi tham, sân, si. Đó là con đường đi xuống. Con đường nào là con đường đi lên? Bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang tri kiến cho đúng. Đó là con đường đi lên. Tức là đi lên cõi người, cõi trời và sự giải thoát giác ngộ. Đâu là con đường đi vào? Đi vào ở đây là con đường đi vào vòng sanh tử luân hồi. Tức là kiểu sống theo bản năng, ăn, uống, nam nữ, tự vệ. Hết rồi. Con đường mà chúng ta chỉ phục vụ cho hai chữ thích và ghét, đó là con đường đi vào vòng xoáy sanh tử luân hồi. Và con đường nào là con đường đi ra? Là con đường thực hành tứ niệm xứ. Mà sư đã nói với quý vị hồi sáng, đó là con đường đưa đến
thanh tịnh cho chúng sanh, là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ ưu, con đường đưa đến sự thành tựu thánh trí, con đường đưa đến đạo quả niết bàn. Đó là con đường đi ra. Xin thưa với quý vị, sư nói là con đường đi đến các cõi trời nhiều người cũng ham thích. Tại vì sao? Bởi vì cõi trời không có những mẫu lệ như thế này. Ở cõi trời không bao giờ có bất công, không bao giờ có chuyện người giàu kẻ nghèo đàn áp nhau, không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có những điều máu lệ, không có những thứ đó. Lên cõi trời, sanh ra đã mang thân hình của một người, một thanh niên thiếu nữ 16 tuổi. Không có cái khổ của việc sanh con, không có cái khổ của sự già, không có cái khổ của sự bệnh. Ở đây chúng ta thấy chúng ta già, chúng ta khổ. Ở cõi trời không bao giờ có già. Ở đây chúng ta còn có bệnh, đau lưng, đau chân, nhức đầu, sổ mũi, đau gan, đau tim, đau thận, đau đủ thứ hết. Trên cõi trời đâu có thứ đau này. Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị thấy cơn đau, chỉ cần suy tư, ở cõi trời đâu có thứ đau này. Để chúng ta nhàm chán cõi người, chúng ta thấy cõi người nó chán cỡ nào. Ở cõi người chúng ta chỉ có 100 năm, mà cõi trời tính bằng triệu năm. Sung sướng, hạnh phúc là sự mô tả của cõi trời. Nhưng ngay cả như vậy, cõi trời các vị ấy vẫn đau khổ. Khổ do đâu? Khổ do hết tuổi thọ. Bởi vì các vị ấy biết khi hết tuổi thọ mình sẽ phải đi xuống. Giống như một người giàu á, họ có cái khổ. Khổ đó là gì? Khổ của họ là đã họ tiêu hết tiền. Đó là cái khổ của người giàu. Người giàu họ khổ vì họ tiêu hết tiền. Còn cõi trời á, cái khổ của họ là họ hết tuổi thọ, không còn ở cõi trời nữa, thì họ cũng khổ. Bởi vì họ biết hết tuổi thọ rồi họ đi xuống. Mà một khi đã đi xuống rồi thì khả năng đi lên nó khó vô cùng. Đi lên khó mà đi xuống thì dễ. Cho nên dù cho ở cõi trời đi nữa thì cũng đau khổ như thường. Chính vì lẽ đó, chỉ có con đường thực hành tứ niệm xứ là con đường giúp cho chúng ta thoát hoàn toàn khỏi các khổ. Quý vị yên tâm là khi chúng ta tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ, con đường mà chúng ta đi sẽ là con đường hạnh phúc. Bởi vì dù cho chúng ta không mong cầu quả báo trời người, thì việc chúng ta hành thiền, chúng ta vẫn tạo nên phước báo cõi người và phước báo cõi trời. Điều dễ thấy nhất là khi chúng ta nỗ lực tinh tấn thực hành tứ niệm xứ, chúng ta sẽ giữ giới được. Và khi chúng ta giữ giới được á, là chúng ta đã chấm dứt, cắt đứt, ngăn chặn con đường đi đến các khổ cảnh. Và chúng ta đã mở ra con đường đi đến các cảnh giới an vui. Rồi khi chúng ta hành thiền, chúng ta hành bằng tâm gì? Hành bằng tâm thiện, bằng chánh niệm, rồi bằng sự buông bỏ các dục.
Khi chúng ta sống hoàn toàn bằng tâm thiện là chúng ta đang tạo các thiện nghiệp. Sư nói một điều để cho quý vị cảm thấy an ủi, đó chính là con thuyền á, dù nó nhỏ nhưng nó có thể nâng đỡ trọng lượng lớn hơn nó gấp nhiều lần. Cũng vậy, thiện nghiệp dù chúng ta làm ít, nó vẫn có khả năng nâng đỡ ác nghiệp rất nhiều lần. Chính bởi vì như vậy, đừng tự ti là một đời mình đã lỡ sống ác rồi, một đời mình không biết tu tập, mình không biết giáo lý, mình không biết hành thiền. Đừng sợ. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta hãy nỗ lực thực hành thiền, nỗ lực giữ giới, nỗ lực sống trong tâm thiện, làm các việc thiện, nó sẽ nâng đỡ chúng ta. Và khi chúng ta được nâng đỡ bởi các thiện nghiệp rồi, chúng ta làm gì nữa? Tiếp tục tu tập để đi đến sự chấm dứt khổ. Có một điều quý vị đừng bao giờ phát nguyện, đó chính là nguyện cho con trả hết nghiệp. Đừng bao giờ nguyện cái đó. Cái này là sư nghe cái vị thầy của sư dạy lại từ lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ. Giống như là các vị sư dạy cho chúng ta, đừng bao giờ nguyện cho con trả hết nghiệp. Bởi vì cái nghiệp bất thiện của chúng ta trả không bao giờ hết. Nhớ, ngay cả Đức Thế Tôn, bậc thầy của chư thiên và nhân loại, Ngài còn chưa trả hết ác nghiệp mà. Ngài bị đau lưng là do cái nghiệp quá khứ. Ngài từng làm một anh thợ quyền anh, và Ngài đấm vào lưng của đối thủ làm cho đối thủ bị đau lưng. Chính cái nghiệp đó làm cho Ngài bị đau lưng. Rồi do cái nghiệp hồi xưa, Ngài cản con bò, không cho con bò uống nước, cho nên cái nghiệp nó làm cho Ngài ở vào cái ngày mà Ngài chuẩn bị viên tịch rồi, Ngài phải chịu khát nước. Tức là đến cả Đức Thế Tôn, bậc thầy của chư thiên và nhân loại, Ngài còn không trả hết nghiệp, mà Ngài tu tới cỡ nào, cái phước Ngài nhiều tới cỡ nào mà Ngài còn không trả hết nghiệp. Mình là cái gì mà mình đòi trả hết nghiệp? Và sự thật là đã có rất nhiều người nguyện trả hết nghiệp, và khi đó cái nghiệp nó trổ họ chịu không nổi. Cách đây khoảng 20 năm, sư nhớ là có cô của sư kể, có một cái người bạn của cô đi chùa, không biết ông ứng bà nhập sao đó, nguyện cho trả hết nghiệp. Rồi sau đó, những cái chuyện bây giờ chúng ta gọi là chuyện xui rủi, nó đổ đến vị này, bệnh tật nè, gia đạo nè, công ăn việc làm, đủ thứ hết trơn hết trọi. Khổ quá trời khổ. Lúc đó mới xì ra là hồi xưa cách đây là tôi có nguyện như thế đó. Là ngay lập tức vị sư ấy, nói là bỏ ngay cái nguyện đó. Và khi nghe vị sư dạy bỏ nguyện thì vị này mới bỏ cái nguyện đó, mà cũng còn xính dính một thời gian. Nói cho quý vị biết là cái nghiệp của mình, cái nghiệp bất thiện của mình, nó nhiều tới cỡ nào, nó nhiều dữ lắm. Mà việc chúng ta cần làm không phải là lo trả ác nghiệp, mà lo tạo các thiện nghiệp. Hãy lo tu hành,
hãy lo giữ giới, hãy lo hành thiền. Rồi khi chúng ta tạo các thiện nghiệp đó rồi, nó sẽ nâng đỡ chúng ta, và chúng ta lại tiếp tục tu, chúng ta tiếp tục tạo các thiện nghiệp để tiếp tục đi lên nữa và đi đến sự giải thoát giác ngộ. Nhớ dùm sư nghe, Bồ Tát chánh đẳng giác, các ngài sở dĩ tu hành chánh đẳng giác, tu thành đạo quả, là bởi vì các ngài lo nỗ lực vun bồi ba la mật, chứ không phải các ngài lo trả nghiệp. Các ngài mà nguyện trả nghiệp là không biết chừng nào mới xong, mà các ngài lo vun bồi ba la mật. Chính bởi vì như vậy, thiện nghiệp nâng đỡ thiện nghiệp, các ngài nhờ vào thiện nghiệp đó tiếp tục đi lên, đi lên lại tiếp tục tạo thiện nghiệp. Nhờ như thế mà các ngài đi đến sự giải thoát. Cho nên ngày hôm nay qua thời pháp thoại, chúng ta đã nhận thức được đâu là chuyến xe sanh tử, và đâu là tờ vé số mình phải cố mình mua. Nhờ như vậy, hãy tích cực tạo nhiều thiện nghiệp. Bằng cách gì? Bằng cách giữ giới, bằng cách hành thiền. Phải khép chúng ta vào trong vòng của giới luật, rồi từ đó nỗ lực thực hành theo sự hướng dẫn một cách đúng đắn. Nhờ như vậy, chúng ta sẽ bước trên con đường độc đạo Ekayano để đi đến sự trong sạch thanh tịnh cho chúng sanh, đi đến sự chấm dứt khổ ưu, đi đến sự chấm dứt sầu bi, đi đến sự chứng ngộ chánh trí, đi đến đạo quả niết bàn. Đó là việc thực hành tứ niệm xứ. Qua bài pháp thoại hôm nay, sư mong là quý vị có thêm động lực để tu hành, và có được cái nhìn, biết được chúng ta đã có những cái nghiệp như thế nào, và cần chuẩn bị tương lai ra làm sao. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên ngự xung quanh nơi đây. Cầu mong các ngài hãy thọ lãnh tùy ý, sau khi thọ lãnh rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.